Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, để ổn định kinh tế vĩ mô tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành với tổng mức tăng 2% một năm, lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Việt Nam kỳ hạn dưới 6 tháng tại tổ chức tín dụng với tổng mức tăng 0,8 đến 2% một năm và tăng 1% một năm lãi suất cho vay tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm 1,5 đến 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị, thu ngân sách của kho bạc nhà nước tính đến thời điểm hiện nay đã đạt trên 122% so với dự toán năm 2022 được giao. Đây là kết quả tích cực nhờ vào công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước. Điều này được ghi nhận là một trong những điểm sáng của kho bạc nhà nước trong năm 2022. Tính đến ngày 20 tháng 12, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt trên 1 tỷ 727.000 tỷ đồng. Đối với công tác chi ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt trên 895.000 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, hệ thống kho bạc nhà nước đã phát hiện trên 908.000 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, tương đương 451 tỷ đồng. Thông qua sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước trong năm 2022, kho bạc nhà nước đã tạm nộp vào ngân sách trung ương khoảng 1.200 tỷ đồng và đã huy động được trên 203.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Công tác điều hành ngân quỹ nhà nước và huy động vốn cho ngân sách nhà nước đã được đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị có giao dịch với kho bạc nhà nước. Hội nghị tổng kết 2 năm thực thi hiệp định EVFTA, những thành quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và giải pháp tận dụng hiệu quả đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và châu Âu đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 43,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 21%. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực như dệt may tăng 24%, giày dép tăng 19%, thủy sản tăng 41%. Đặc biệt, việc tận dụng ưu đãi của các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU thông qua EVFTA cũng tăng mạnh. Đến quý 4 năm 2022, tỷ lệ tận dụng ưu đãi đã đạt 25,1%, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ triển khai tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy kết nối, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ EVFTA. Tại Đà Nẵng, mới đây đã diễn ra Hội thảo Hợp tác Hàng không Du lịch, kết nối điểm đến toàn cầu. Hội thảo nhằm nhìn nhận bức tranh tổng thể của ngành du lịch và hàng không của Việt Nam và thế giới trong những năm qua, dự báo về cơ hội và thách thức trong thời gian tới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như phục hồi du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới, phục hồi du lịch quốc tế, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam, phục hồi vận tải hàng không quốc tế, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, đề xuất giải pháp thích ứng với tình hình mới để phát triển du lịch Việt Nam bền vững, tháo gỡ những vướng mắc trong kinh doanh phát triển dịch vụ du lịch hiện nay. Hội thảo kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn nút thắt đang gặp phải của các hãng hàng không, các hãng lữ hành trong nước, qua đó góp phần mang đến những gam màu tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.